Chúng tôi cũng xin được mời tất cả các tuyển thủ, chúng ta sẽ bước lên và hướng về phía sân khấu chính. Xin mời ạ. À. Vâng, xin mời tất cả các bạn ạ. Chúng ta cùng tiến về phía này nhá. Hải ơi, với 5 bàn ghi được tại vòng chung kết U23 châu Á vừa rồi, có đó có phải là một giấc mơ đối với em không Hải? Lần đầu tiên cho em được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới tất cả các vị lãnh đạo cùng tất cả mọi người có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Thật sự đối với cá nhân em và cũng như toàn đội đến với giải đấu này thì để ghi được một bàn thắng vào lưới những đối thủ mạnh như vậy thì là một điều gì đó rất là khó khăn, nhưng mà toàn đội đã cố gắng, đó là cái sự nỗ lực của toàn đội, và em nghĩ là chúng ta đã cố gắng hết sức và điều đó là điều quá là bình thường đối với tất cả mọi người. Vâng, xin được cảm ơn Quang Hải, và chúng ta vẫn sẽ không thể nào quên được cầu vòng trong tuyết, một pha đá phạt rất tuyệt vời của Quang Hải, đúng không quý vị? Một tràng pháo tay thật lớn cho Nguyễn Quang Hải. Vâng, xin được cảm ơn Quang Hải rất nhiều. Và các cầu thủ ơi, chúng ta cùng đứng sát lại với nhau đi các bạn ơi. Anh Vũ ơi, hồi nãy vì anh có hỏi nhỏ là Hồng Duy, là Duy Pinky đúng không? Là hôm nay em có đem son không? Em có đem cây son nào hay không? Thì Công Phượng có giơ hai cây son ra. Em có biết là hôm nay có rất là nhiều bạn hai cây son quả thật không đủ. Hai cây son này là sẽ tặng khán giả. Hai cây son này sẽ tặng khán giả. Tặng cho khán giả. Em xuống em tặng đi. Dạ, Công Phượng kêu là cứ từ từ, cứ bình tĩnh, đâu sẽ có đó. Rồi, lát nữa cuối chương trình thì hai cây son này sẽ thuộc về hai bạn nữ may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay nha. Vâng, như vậy là chúng ta vừa giao lưu rất là thú vị, rất là vui với các thành viên của các cầu thủ của đội U23 Việt Nam của chúng ta. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Ngô Minh Hải là Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên sân khấu để nhận món quà đặc biệt của đội tuyển U23 Việt Nam, như là một phần truyền giữ khát vọng của tuổi trẻ của đội tuyển và tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, và với phần quà tặng này thì chúng tôi xin mời đội trưởng Lương Xuân Trường. Lương Xuân Trường sẽ đại diện cho các cầu thủ của U23 Việt Nam của chúng ta sẽ nhận món quà, sẽ trao món quà cho ông Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng ạ, một lần nữa chúng tôi xin được mời ông Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến lên sân khấu để nhận món quà đặc biệt từ đội tuyển U23 Việt Nam. Xin mời đội trưởng Lương Xuân Trường.